2, 3 giờ 30 phút giải trí nước ngoài, 3 giờ 45 phút thế giới đó đây, châu Á bí ẩn. Bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc TV khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tình yêu của mẹ. Chương trình do công ty Lasta phối hợp với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Dialux. Và chương trình của chúng ta sẽ là sân chơi dành cho tất cả các bé từ 3 đến 6 tuổi. Đến với sân chơi này thì mẹ và bé sẽ cùng nhau vượt qua 3 vòng thi. Và hy vọng rằng sau 3 vòng thi này thì mẹ và bé có thể hiểu nhau nhiều hơn. Và đây cũng là cơ hội để các bé thể hiện sự thông minh và năng động của mình. Và bây giờ thì Mỹ Trang và Mỹ Trâm xin mời tất cả quý vị cùng với Mỹ Trang và Mỹ Trâm bắt đầu chương trình ngày hôm nay và làm quen với các bé ở độ tuổi là 4 tuổi. Chúng ta sẽ cùng làm quen với bé trai đầu tiên, đó là bé Thái Tài. Mẹ của bé đã tâm sự rằng mẹ dẫn bé đi đâu thì mọi người cũng hỏi là có phải là mẹ vẽ chân mày cho bé không? Không biết là tại sao lại như vậy phải không quý vị? Chúng ta hãy cùng xem thử nhé. Chị, cô chào bé Tài. Chào cô. Tài nè, hồi nãy cô thấy Tài chơi rất là vui với bạn, mà Tài còn dạy cho bạn múa, dạy cho bạn nhảy đầm nữa. Nhưng mà tại sao mà cô thấy Tài chơi với bạn gái không vậy? Tài có chơi với bạn trai không? Không. Có hả? Sao vậy? Tài là con trai mà không chơi với bạn trai. Con hơi chơi với bạn gái. Bé thấy Tài của chúng ta có một gương mặt thật là đáng yêu. Và có lẽ là vì biết mình đáng yêu rồi cho nên là bé không muốn ai chỉnh sửa gì trên khuôn mặt của mình nữa. Nên quý vị biết không, khi nãy cô trang điểm chỉ muốn đánh một tí phấn lên mặt của bé thôi, mà bé đã lấy tay bịt hết cả khuôn mặt của mình lại như vậy nè, rất là đáng yêu. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm quen với em bé thứ hai nhé. Chị, cô chào bé Hồng Duyên. Chào cô. Hồi nãy cô thấy bé Hồng Duyên chạy xe đạp giỏi lắm, nhưng mà có một lúc con xém té đó, con có sợ không? Dạ không. Ai tập cho Hồng Duyên chạy xe đạp? Dạ ba. Hồng Duyên nè, cô thấy các bạn á, ở nhà thì thường là ba mẹ kêu một cái tên thân mật trong gia đình, chẳng hạn như là tên Ti nè, tên Na hay là tên Mèo. Không biết là bé Hồng Duyên có tên ở nhà không ha? Dạ, con tên Cà Na. Bé Cà Na của chúng ta thật là đáng yêu phải không quý vị? Mới có 4 tuổi thôi mà bé đã đạp xe đạp băng băng rồi. Bật mí với quý vị là đến năm 8 tuổi Mỹ Trang vẫn chưa biết chạy xe đạp đâu. Bây giờ thì chúng ta hãy đến và cùng làm quen với em bé thứ 3.
Em chào chị. Cô chào bé Bảo Trâm. Cô chào cô. Giỏi, hồi nãy cô thấy bé Bảo Trâm hát và múa rất là tự nhiên. Hát giỏi nhất so với các bạn luôn đó. Lớn lên con có thích làm ca sĩ không? Dạ không. Thì lớn lên con thích làm cái gì? Bác sĩ. Thích làm bác sĩ. Thật là lạ với con quý vị, bé nào của chương trình cũng thích làm bác sĩ cả. Bé Bảo Trâm này, hôm nay cuối tuần con được đến chơi với chương trình như vậy, con có thấy vui không? Dạ phải. Vui, vậy con hãy cố gắng chơi thiệt tốt nha. Dạ. Cô chúc cho cả con và mẹ đều ghi được thật nhiều điểm ha. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã làm quen với cả ba bé rồi. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thật nhiều điều thú vị. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng Mỹ Trang và Mỹ Trâm bắt đầu vòng 1 nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình với tên gọi Mẹ hiểu con yêu. Ở vòng thi này, các phụ huynh sẽ được nghe cùng một câu hỏi liên quan đến những sở thích hoặc là những thói quen hàng ngày của bé. Phụ huynh nào có câu trả lời trùng khớp với ý của bé sẽ ghi cho bé 5 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với bé đầu tiên, đó là bé Thái Tài. Dạ chào chị. Chị ơi, không biết là bé Thái Tài ở nhà có anh chị em gì không chị? Có em. Bé có anh chị em trai là em gái hả chị? Bé có em trai. Bé không biết là bé có thường chơi với em trai của bé không chị? Có. Khi mà hai bé chơi với nhau thì chị thấy hai anh em thường chơi trò chơi gì chị? Hai anh em thường chơi trò chơi như là lấy gối, chọi nhau, và chùm mền làm bông địa, rồi đổ đồ chơi ra. Anh thì chơi xe hơi, em thì chơi ráp hình. Thường thì ai sẽ là người đọc sách cho bé những khi bé muốn nghe một câu chuyện nào đó chẳng hạn? Thường thì bé nghe trên trường, ba mẹ bận rộn quá nên không có... À vậy hả chị? Dạ. Vậy là chị có biết được là những khi mà ở trường cô giáo đọc một cuốn truyện nào cho bé nghe, thì là trong những cuốn truyện đã được nghe bé thích nhất là quyển nào không chị? Hoặc là một cuốn sách nào đó bé thích nhất? Bé thích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Dù là khá bận bịu với công việc cho nên là bố mẹ không có thời gian đọc sách cho bé nghe, nhưng mà mẹ đã hiểu được rằng bé thích nhất là quyển sách Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Không biết là sở thích này có đúng là sở thích của bé hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Không đúng rồi, bé thích nhất là quyển sách học chữ cái. Chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng bé của chúng ta đã được học chữ rồi. Vì vậy có lẽ là mẹ chưa hiểu được điều này, cho nên gia đình đã chưa ghi được 5 điểm. Xin chia buồn với gia đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mẹ con của bé Hồng Duyên. Dạ chào chị. Chào em. Chị ơi, em không biết là ở trường á, nếu mà ngoài cái giờ học chính thì không biết là bé Hồng Duyên có được học những cái môn khác, chẳng hạn như là học vẽ, học hát, hay là tham dự những cái giờ tập thể dục, hay là giờ mà cô đọc sách cho các bé nghe vân vân. Bé có được tham gia đầy đủ những cái giờ như vậy không chị? À dạ có, trong trường thì bé có tham gia đầy đủ học hát, học múa, rồi học nhịp điệu. Khi mà tham gia những cái giờ mà được cô đọc truyện, đọc sách cho bé nghe đó chị, thì không biết là trong những cuốn sách bé có thích một cuốn nào không chị? Dạ có, bé thích nhất là một quyển truyện là Heo Con Ở Bẩn. Sách dành cho thiếu nhi hiện giờ có rất nhiều và rất nhiều sách hay. Không biết là cuốn sách Heo Con Ở Bẩn có thực sự là cuốn sách mà bé Hồng Duyên của chúng ta thích nhất không? Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Hay quá, như vậy là mẹ đã ghi điểm cho bé rồi. Chúc mừng bé Hồng Duyên, con đã ghi được 5 điểm rồi đó. Còn một bé cuối cùng, chúng ta sẽ có kết quả của vòng 1. Nào, xin mời quý vị. Chào chị. Chị ơi, không biết là ở nhà bé Bảo Trâm của mình có hay giúp mẹ làm việc nhà không chị? Dạ cũng có. Những việc nào là bé thường hay xung phong giúp mẹ nhất chị? Dạ, bé thường hay đi rửa ly của bé, khi bé uống nước xong bé đem ly đi rửa. À, giỏi. Đi dọn khăn của bé. Ngoài việc giúp mẹ ở nhà thì ở nhà bé có thích được mẹ đọc sách cho nghe không chị? Dạ mẹ thì bận cũng hay đi làm, chỉ có chị hai của bé đọc cho bé nghe. Theo chị là một người mẹ, chị hiểu bé thì chị nghĩ là bé sẽ thích cuốn sách nào nhất ạ? À, bé thường thích đọc những sách mà có hình những con thú vật. Bé thích truyện tranh và đặc biệt là truyện tranh về thế giới muôn loài. Chúng ta hãy cùng xem đây có phải là sở thích của bé không nhé. Nụ cười thật tươi trên mặt bé khi đưa cuốn truyện tranh ra. Đó, đã có câu trả lời rồi đó quý vị. Gia đình của bé đã ghi được 5 điểm. Như vậy là chúng ta đã bước qua vòng 1. Và bây giờ xin mời quý vị cùng nhìn lại số điểm của các bé.
Bé Thái Tài và mẹ trong vòng thi vừa rồi thì chưa ghi được điểm. Nhưng mà Thái Tài ơi con cười lên nha, bởi vì con còn 2 vòng thi để ghi điểm đó. Tiếp theo là bé Hồng Duyên, và Hồng Duyên đã được mẹ giúp mình ghi được 5 điểm đầu tiên rồi. Cuối cùng là bé Bảo Trâm. Bảo Trâm cũng đã xuất sắc có được 5 điểm ở vòng thi đầu tiên này. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghỉ giải lao trong ít phút, cùng nhau đến với phần lời khuyên dành cho mẹ trước khi bước sang vòng 2 nhé. Các bậc phụ huynh thân mến, muốn cho trẻ có một hàm răng phát triển tốt và nụ cười sinh động sau này, tôi nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện những điều sau đây. Trước tiên là cần cho trẻ bú sữa mẹ và loại bỏ những thức ăn mềm từ khi trẻ được 12 đến 18 tháng tuổi. Và khuyến khích cho trẻ nhai kẹo cao su. Các bác sĩ nha khoa cũng đồng ý cho trẻ việc nhai kẹo cao su với điều kiện là kẹo không có đường và bé ở độ tuổi từ 4 đến 5 tuổi. Bởi vì nhai kẹo cao su cũng là cách để luyện tập tốt cho cơ hành của bé. Nhưng điều quan trọng thì chúng ta cũng nên nhớ là tập cho bé có thói quen đánh răng súc miệng khi đi ngủ và thức dậy sau mỗi bữa ăn. Có như vậy thì chúng ta sẽ giúp bé có một hàm răng xinh đẹp và vui vẻ suốt cả ngày. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình với tên gọi Con của mẹ giỏi quá. Vòng thi này cũng như thường lệ sẽ là vòng thi cho các bé trổ tài năng động và khéo léo của mình. Chúng ta hãy cùng ra sân chơi và xem các bé thể hiện sự năng động của mình như thế nào nhé. Wow, một dàn trái cây đẹp quá, đẹp không con? Đẹp. Tụi con có biết đây là những loại quả gì không? Su su. Mướp, rồi gì nữa? Giỏi lắm, nhưng mà bây giờ các bé có biết phân biệt ba loại quả này không? Rồi, bây giờ cô sẽ chỉ cho các con nghe. Cái này là trái bí nè, cái này là trái su su, và cái này là trái mướp. Chút nữa Thái Tài con sẽ lấy trái mướp nha. Còn Hồng Duyên con lấy trái su su ha. Bảo Trâm con lấy trái bí, tụi con nhớ không? Luật chơi cho các con ở phần thi này là như sau. Các con sẽ cùng nhau đi hái những loại quả trên chiếc dàn thật đẹp này. Đầu tiên các con sẽ xuất phát từ phía của mẹ. Các con phải leo qua chiếc bục này, trèo lên cầu thang, sau đó đến dàn mướp này và chọn hái cho mình loại quả đã được quy định. Khi trở về thì các con không phải vượt qua chướng ngại vật nữa và chạy thật nhanh về với mẹ, nhớ chưa nào? Các con nhớ là một lần các con chỉ được hái một quả thôi, các con nhớ không? Bây giờ thì các con đã sẵn sàng chưa? Thời gian dành cho các bé trong trò chơi này là 5 phút. Hết thời gian, bé nào mang về được nhiều quả nhất sẽ ghi được 10 điểm. Bé tiếp theo sẽ ghi được 8 điểm và bé còn lại sẽ ghi được 6 điểm. Và bây giờ thời gian 5 phút dành cho các con bắt đầu! Nhanh nào, nhanh nào! Các bé nhớ là phải vượt qua chướng ngại vật mới được đến thấy quả nha. Cẩn thận nào Tài! Đúng rồi! Vượt qua chướng ngại vật đó con! Đúng rồi! Cẩn thận nha con! Đúng rồi! Lấy một đáy thật là thấp và vừa với mình nào! Các bé phải leo cầu thang thật cẩn thận nha! Cẩn thận nào Bảo Trâm! Đúng rồi! Giỏi lắm Hồng Duyên! Chạy nhanh lên con! Lượm một trái nào thấp và vừa tay với mình nào Bảo Trâm! Đúng rồi! Rất là giỏi! Một quả thôi! Đúng rồi! Nhanh nào con! Giỏi lắm! Giỏi lắm! Các bé chơi rất giỏi! Nhanh lên con! Cẩn thận nha! Các bé đang rất là nóng lòng để hái được nhiều trái hay sao mà
Cẩn thận kẻo té nha con. Bé đi hái trái thật là dễ thương phải không quý vị? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại kết quả mà các bé đã làm được nhé. Bảo Trâm ơi, con đã hái được ở đây là 6 trái bí. Nhưng mà con không hiểu tại sao cái vàng bí nó có nhiều bí như vậy. Có trái thấp, trái cao. Trái cao thì con giới không tới, mà trái thấp thì con không thèm hái. Tại sao vậy con? Con không thích hái trái ở dưới thấp hả? Nhưng mà dù sao thì con cũng đã hoàn thành thật là tốt phần thi của mình. Chúc mừng con với 6 trái bí. Bây giờ sẽ là số quả su mà bé Hồng Duyên đã mang về được. Bé Hồng Duyên của chúng ta đã thi đấu rất là nhiệt tình. Lúc nãy bé bị ngã thật đau, nhưng mà bé đã đứng dậy ngay, tự phủi đầu gối và tiếp tục chạy thật nhanh để kịp giờ tranh tài với các bạn. Bây giờ thì cô mời con đếm số su cùng với cô nha. Chín quả, nhưng quả này thì cô không đưa cho bé Duyên được. Bé Duyên biết tại sao không? Tại vì quả này thì bé Duyên mang về cho mẹ khi mà hai cô đã bảo là hết thời gian rồi, cho nên là hai cô không thể tính điểm cho con quả này được. Nhưng dù sao thì số xu của con cũng rất là nhiều rồi đó. Cô chúc mừng con với 8 quả xu. Thế Tài ơi, con thích ăn canh mướp lắm phải không? À, hèn gì cô thấy con đi hái mướp hăng say quá chừng luôn. Con hái, bây giờ con nhìn đi, cái vàng mướp chỉ còn lại đúng có 2 trái thôi. Con hái gần hết rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem con đã hái được bao nhiêu trái nha. Con cùng đếm với cô nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 trái. Nhưng mà con biết làm sao không? Có 2 trái con không được tính điểm là tại vì một trái á, con bỏ vô khi mà cô đã nói hết giờ rồi. Còn một trái nữa là vì chắc có lẽ là con nhiệt tình quá cho nên là con lấy một lúc 2 trái luôn. Nhưng mà hồi đầu cô đã nói rồi, nếu con lấy 2 trái con cũng chỉ được tính điểm có 1 trái thôi. Vì vậy số mướp của con là 7 trái mướp. Chúc mừng con. Trò chơi vừa rồi vui phải không Trang? Chỉ đứng xem các bé chơi thôi mà Trâm cũng thấy vui lây nữa đó. Dù là Trâm biết là các bé rất là mệt, tại vì phải vượt qua bao nhiêu là chướng ngại vật như vậy, nhưng mà lúc nào trên miệng của các bé cũng nở một nụ cười thật là tươi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại số điểm của các bé qua phần thi vừa rồi nhé. Đầu tiên là bé Thái Tài. Bé Thái Tài của chúng ta đã mang về được 7 trái mướp và bé ghi được 8 điểm. Bé Hồng Duyên mang về được 8 quả su su và ghi được 10 điểm. Cuối cùng là Bảo Trâm. Bảo Trâm mang về được 6 trái bí và còn có 6 điểm. Trước khi bước sang vòng 3, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần lời khuyên dành cho mẹ. Các bạn thân mến, trong dịp gần đây, các bậc phụ huynh, các bậc làm cha làm mẹ luôn thắc mắc và cứ say sưa ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn. Thú thật thì Thu cũng có một vài kinh nghiệm trong vấn đề này, cho nên trong chương trình hôm nay muốn đưa ra đây để chúng ta cùng bàn bạc và cùng thử xem để coi kết quả nó như thế nào. Trước tiên thì chúng ta nên tập cho trẻ có thói quen ngủ sớm và ngủ đúng vào giờ đã định, nhằm tạo cho trẻ có một cái phản xạ nghỉ ngơi và giúp trẻ sẽ ngủ dễ hơn trong bất cứ điều kiện nào. Ngoài ra, những lúc chúng ta cho trẻ vui chơi, vận động cơ thể đúng mức thì cũng giúp cho trẻ ngủ một cách ngon hơn và ngủ sâu hơn. Tuy nhiên, có những lúc, có những ngày trẻ khó ngủ thì các bậc làm cha làm mẹ chúng ta cũng chịu khó một chút, cực một chút, chúng ta có thể vỗ về và nói những lời dịu dàng, êm dịu để gây cái gây ấm thị với trẻ. Chẳng hạn như là: nào, nhắm mắt ngủ ngoan đi con, mẹ thương. Hay hoặc là: thôi, ngủ dỗi đi mẹ thương nào. Có như thế thì trẻ sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 3 của chương trình với tên gọi Mẹ biết con làm được.
hôm nay thì các bé cũng sẽ cùng nhau đi siêu thị. Từ trước đến giờ thì khi mà bé được đi picnic đó Trang, thì mẹ sẽ phải là người chuẩn bị mọi thứ, từ thức ăn, nước uống và nón cho bé. Nhưng hôm nay thì bé sẽ là người phải chuẩn bị tất cả. Bé sẽ đi siêu thị và mua những món mà mẹ dặn, đó là bình nước, sữa, ba lô và nón. Chúng ta hãy cùng xem các bé thực hiện có tốt không nhé. Đầu tiên sẽ là phần thi của bé Thái Tài. Con mua cho mẹ nè, nón, ba lô, hộp sữa và bình nước nha. Con đi lẹ lên về cho mẹ nha. Rồi nghe chưa? Rồi đẩy xe đi lẹ lên. Con nhớ chưa? Do vội vàng chạy về để kịp thời gian cho nên là bé Tài đâm sầm vào xe của người khác mà không kịp một lời xin lỗi nào cả. Nhưng dù sao thì con thi rất là tốt, cô chúc mừng con. Và bây giờ thì xin mời bé Thái Tài cùng với quý vị và các bạn hãy xem tiếp phần thi của bé Hồng Duyên. Con mua giùm mẹ cái nón nè, hộp sữa nè, cái ba lô nè, cái bình nước nè ha. Rồi, đi cho mẹ nha, con đi nhanh nha, mẹ chờ cà na nha. Bình nước quá, biết lấy bình nước nào đây? Và cuối cùng thì bé đã chọn chiếc bình nước màu đỏ, rất là dễ thương. Bây giờ sẽ là một chiếc ba lô. Bé Hồng Duyên có vẻ chọn thật kỹ những món đồ mà mình mua với không gian.
Wow, có vẻ là bé Hồng Duyên luôn luôn có một sự lựa chọn rất là kỹ lưỡng trước khi mua một món đồ nào đó đúng không Trâm? Ngay cả đối với hai lon sữa, nếu một hàng sữa lon nào cũng giống nhau mà bé cũng phải lựa qua lựa lại rồi mới quyết định lấy một lon cho mình. Cũng rất là dễ thương phải không quý vị? Và bây giờ sẽ là bé gái cuối cùng, bé Bảo Trâm. Nhiều mẫu nón đẹp quá ta. Tạm biệt cô nhé, bây giờ thì con về với mẹ đây. Đi siêu thị cũng thật là đáng yêu. Nhưng mà Trâm có để ý một điều không? Hình như là bé Bảo Trâm chỉ thích lấy những cái đồ ở trên cao thôi. Ban nãy khi mà đi hái bí cũng vậy, chỉ thích hái những trái bí cao. Rồi lấy bình nước cũng chỉ thích lấy những cái bình trên cao, không thích lấy những bình dưới thấp. Lấy nón cũng vậy, mọi thứ chỉ thích lấy đồ trên cao thôi. Nhưng mà bé đi cũng rất là tốt, phải không quý vị? Và bây giờ chúng ta hãy xem bé nào là bé có thời gian đi siêu thị ngắn nhất nhé. Đầu tiên đó là bé Thái Tài. Bé Thái Tài đã đi siêu thị trong thời gian là 4 phút 10 giây. Bé Hồng Duyên đi siêu thị trong thời gian là 4 phút 40 giây. Và 4 phút 22 giây là thời gian mà bé Bảo Trâm đã đi siêu thị. Đầu tiên là bé Thái Tài. Thái Tài đi siêu thị nhanh nhất cho nên con được 10 điểm. Tiếp theo là bé Hồng Duyên với 4 phút 40 giây thì Hồng Duyên đã ghi được cho mình 6 điểm. Cuối cùng là bé Bảo Trâm. Bảo Trâm ghi cho mình 8 điểm. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Tình Yêu Của Mẹ, phần công bố kết quả chung cuộc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ biết được bé nào là bé thắng cuộc trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước tiên chúng ta hãy đến với số điểm của từng bé. Đầu tiên bé Thái Tài. Thái Tài đã ghi được 18 điểm. Bé Hồng Duyên ghi cho mình 21 điểm. Và cuối cùng là Bảo Trâm. Bảo Trâm đã ghi cho mình được 19 điểm.
cuộc sẽ ra về với giải thưởng trị giá 4 triệu đồng và một phần quà của nhà tài trợ Dialux. Và hai bé còn lại, mỗi bé sẽ ra về với phần quà trị giá 2 triệu đồng và một phần quà của nhà tài trợ Dialux. Chương trình hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn các gia đình đã đến tham gia chương trình. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng Dialux đã tài trợ cho chương trình này. Những gia đình quan tâm đến việc tham gia chương trình Tình yêu của mẹ, xin liên hệ với chúng tôi tại công ty Lasta, số 23 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HKV7. Chào tạm biệt. Và các bạn đang đến với chương trình Chinh phục thời gian. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta, được phát sóng vào lúc 19:30 mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Chinh phục thời gian là một chương trình dành cho tất cả mọi người và chúng tôi mong muốn rằng thông qua các trò chơi vui nhộn của mình có thể truyền tải một thông điệp đến quý vị khán giả, đó chính là thời gian không chờ đợi một ai cả và chúng ta phải sắp xếp cuộc sống của mình một cách khoa học và hợp lý để có thể đạt được thành công. Và đến với chương trình Chinh phục thời gian, các bạn sẽ có những giây phút thư giãn vui nhộn qua hai vòng thi mà các thí sinh của chúng ta chỉ có 99 giây để thực hiện. Và trước khi bắt đầu hai vòng thi này thì các thí sinh của chúng tôi sẽ có một phần thưởng ban đầu của chương trình trị giá là 2 triệu đồng. Trong vòng 1 sẽ có 9 trò chơi để các bạn có thể lựa chọn, đó là các trò chơi bơm bong bóng, đi chợ đông lạnh, đập chuột trong nhà banh, mặc trang phục thể thao. Đó là những trò chơi được minh họa cuộc sống hàng ngày, được thiết kế đặc biệt và có chướng ngại vật, phải thực hiện tốc độ trong vòng 99 giây. Và sau đó, thí sinh của chúng ta sẽ tiếp tục bước vào vòng 2 chinh phục trò chơi đoán thời gian bí ẩn. Thời gian ở vòng 2 là thời gian còn lại sau khi thí sinh của chúng ta chơi hết ở vòng 1. Người chơi sẽ đứng vào vô lăng, điều chỉnh kim đồng hồ để tìm ra thời gian bí ẩn của chương trình đưa ra. Phần thưởng cao nhất khi các bạn đoán đúng cả phần giờ và phần phút của thời gian bí ẩn là 9 triệu đồng. Còn nếu bạn chỉ đoán đúng phần giờ thôi, không sao cả, chúng ta sẽ vẫn có một phần thưởng trị giá là 2 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón thí sinh của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin chào bạn. Vâng, chào bạn. Bây giờ thì bạn có thể giới thiệu một đôi nét về mình được không ạ? Vâng. Xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình truyền hình và các bạn đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Quốc Toàn, hiện nay tôi là giáo viên của trường Trung học cơ sở Phạm Thạch. Nghề của tôi chính là giáo viên dạy thể dục. Giao Hiệp được biết là bạn có rất là nhiều năng khiếu, nào là biết nói tiếng Campuchia nè, biết ca giọng cổ nè và biết nói tiếng ba miền. Wow, quả thật là đa năng. Không biết là bây giờ bạn có thể trình diễn ngay lập tức một phần năng khiếu của mình trước quý vị khán giả được không ạ? À? Toàn xin chào các bạn quý vị khán giả và các bạn truyền hình một câu thì bằng tiếng Campuchia đó là sớm trong rệp xua. Quá tuyệt vời, các bạn không thân hiện. Như vậy thì câu vừa rồi của bạn Quốc Toàn tiếng Campuchia có nghĩa là gì ạ? Vâng, có nghĩa là tôi xin chào quý vị và các bạn. Qua Hiệp biết rằng bạn là thầy giáo dạy thể dục đúng không? Vậy thì theo bạn quan điểm về thời gian như thế nào? Tôi là giáo viên dạy thể dục thì hồi nhỏ đến lớn tôi chơi thể thao thì tôi rất là quen rất nhiều với thời gian. Nhưng mà áp lực thời gian như thế nào, nhưng mà trong ngày hôm nay tôi sẽ hứa cố gắng sẽ thực hiện đúng như những áp lực thời gian và những quy định của ban tổ chức là tôi sẽ cố gắng chiến thắng mọi vòng thi. Xin chúc mừng bạn.
vậy là sự tự tin của bạn Quốc Toàn đã ít nhiều gây được ấn tượng nơi quý vị khán giả. Và chỉ một ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ cùng quay lại với thí sinh Quốc Toàn trong vòng 1 của chương trình Chinh Phục Thời Gian. Xin hân hoan chào mừng tất cả các bạn đang đến với vòng 1 của chương trình Chinh Phục Thời Gian. Thí sinh Quốc Toàn của chúng ta hôm nay đến với chương trình Chinh Phục Thời Gian sẽ tham gia một trò chơi vui nhộn mà trong thời gian nhanh nhất có thể, bởi vì bạn chỉ có 99 giây để thực hiện hai vòng thi. Thời gian trong vòng 1 càng ngắn thì ở vòng 2 bạn sẽ có nhiều thời gian hơn. Nếu như trong vòng 1 bạn chinh phục được dưới 49 giây, bạn sẽ nhận được phần thưởng là 2 triệu đồng. Wow. Và như vậy là trong vòng 1 này bạn Quốc Toàn sẽ có 9 trò chơi để lựa chọn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi trên màn hình. Mời bạn. Xin mời bạn. Trên màn hình hiện nay đang có 9 bảng logo và sau mỗi bảng logo sẽ là một trò chơi. Bạn Quốc Toàn, bạn sẽ chọn ô số mấy? Tôi được thấy là 9 bảng logo 1 2 4 5 6 7 8 9 mỗi bảng là mỗi trò chơi đều thú vị và đều hấp dẫn, nhưng mà Quốc Toàn đang băn khoăn và các hồi hộp không biết là chọn ô nào. Như thế Quốc Toàn xin nhờ quý khán giả ạ. Các bạn ơi, hãy giúp cho bạn Quốc Toàn chúng ta nào. Số 1, số 5, số 4, số 2, số 1, số 3, số 7. Nhiều số đông quá. Quốc Toàn xin chọn bảng số 7 ạ. Số 7. Bây giờ thì chúng ta hãy xem bảng số 7 là trò chơi gì nha. 1 2 3. Bảng số 7, bạn Quốc Toàn sẽ phải chơi trò chơi Wow. Đọc chú trong nhà văn. Các bạn Quốc Toàn là có vẻ thất vọng thế này. Wow. Tại sao vậy bạn? Vì gì trong đời sống Toàn con chuột là Toàn sợ nhất. Bạn to con như thế này mà bạn sợ chuột sao? Ồ, nó đen, nó nhỏ quá, mình không biết lường, nó chạy đường nào, chạy lẹo quá, mình không biết đập được. Vậy thì bạn có bao giờ đã đập một con chuột nào chưa? Chuột con đập rồi, hai con mới lớn hôm qua. Như vậy bạn cũng là chiến sĩ đập nghiệp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bạn Quốc Toàn chơi trò chơi đập chuột trong nhà banh. Luật của trò chơi này như sau. Bạn Quốc Toàn, bạn sẽ có 40 con chuột được làm bằng bong bóng, được treo trên hai dàn lưới, đặt trong một nhà banh. Bạn sẽ được phát một cây búa để có thể đập số chuột này. Và bạn phải lưu ý là những bộ phận còn lại của con chuột trên lưới bạn phải đập cho hết. Và sau khi đã đập hết 40 con chuột này với thời gian dưới 49 giây thì bạn sẽ là người thắng cuộc của vòng 1 với phần thưởng trị giá 2 triệu đồng. Bạn Quốc Toàn ơi, bạn có nghĩ việc đập chuột này đơn giản không? Nếu như mà chuột ở nhà mà 40 con chuột ở nhà thì Quốc Toàn sẽ đập hò điên đầu luôn. À. Nhưng mà chuột đây đứng im, hy vọng đập được. Bạn Quốc Toàn của chúng ta rất tự tin đi phải không nào? Nhưng mà quan trọng là trong 40 con chuột này bạn đập sẽ trong vòng bao nhiêu giây? 48 giây. 48 giây. Vậy thì xin chúc bạn sẽ chiến thắng nha. Bây giờ thì vào cái cây búa này lại cho bạn. Và bạn hãy cố gắng đập hết 40 con chuột này trong vòng 48 giây nha. Bây giờ chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để bắt đầu. 1, 2, 3 Bắt đầu. Đập mạnh lên bạn. Đập mạnh lên bạn ơi. Lên. Thời gian không chờ đợi chúng ta đâu. Cố lên bạn ơi. Nhanh hơn nữa. Bạn Quốc Toàn đập chuột rất là nhanh có phải không? Chúng ta còn rất nhiều bộ phận của con chuột ở trên lưới. Bạn Quốc Toàn đập rất là nhanh. Nhanh lên bạn ơi. Cố gắng lên nào. Chúng ta còn một bên dàn lưới nữa bạn ơi. Còn bên này nữa. Còn bên này nữa. Nhanh lên bạn ơi. Thời gian trôi rất là nhanh. Hãy cố gắng chinh phục nào. Bạn Quốc Toàn có một chiến lược nè. Chuột đang nằm yên. Hãy đập nó đi nào. Bạn Quốc Toàn đập rất là hăng hái đúng không ạ? Mạnh hơn nữa. Như vậy là trên hai dàn lưới của chúng ta đã sạch sẽ, không còn bóng dáng của một chú chuột nào cả. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ coi thời gian của bạn Quốc Toàn là bao nhiêu. Số mấy nào? 46 giây. Đồng hồ dừng lại ở con số thứ 46. Như vậy là bạn Quốc Toàn đã mất đến 53 giây để hoàn thành trò chơi này. Bây giờ thì cảm giác bạn thế nào, có buồn không? Hơi tiếc một chút. Đúng rồi, Hòa Hiệp biết là bạn rất tiếc. Nhưng không sao, dù sao gì bạn cũng đã được tham gia một trò chơi rất là vui nhộn, có đúng không? Và bạn còn bước vào vòng 2 để tiếp tục chinh phục với trò chơi Đoán thời gian bí ẩn. Nhưng trước khi bước vào vòng 2, Hòa Hiệp xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút, rồi sau đó bước lại với chương trình Chinh phục thời gian. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình Chinh phục thời gian. Các bạn thân mến,
bạn Quốc Toàn của chúng ta trong vòng 1 đã mất hết 53 giây, có nghĩa là chỉ còn 46 giây cho vòng 2 này. Qua Hiệp hy vọng rằng 46 giây này bạn Quốc Toàn của chúng ta sẽ chinh phục vòng 2 với trò chơi đoán thời gian bí ẩn. Và luật chơi của vòng 2 này như sau. Luật chơi của vòng 2 này, bạn Quốc Toàn sẽ phải điều chỉnh kim đồng hồ bằng cách xoay vô lăng đến thời gian mà bạn nghĩ là thời gian bí ẩn của chương trình. Mỗi lần bạn quyết định chọn thời gian thì bạn sẽ phải chạy lại bấm nút xác nhận ở phía đằng kia. Trên đồng hồ lớn của chúng tôi sẽ có hai mũi tên hướng dẫn cho bạn rằng thời gian bạn chọn đã đi qua hay vẫn chưa đến thời gian bí ẩn của chương trình. Một điểm đặc biệt mà bạn cần phải lưu ý đó chính là khi bạn đã chọn được chính xác giờ thì việc điều chỉnh kim phút phải hết sức cẩn thận. Nếu kim phút quay quá 360 độ làm lệch giờ thì chúng tôi sẽ không công nhận phần giờ đã chính xác của bạn. Và trong vòng 2 này, nếu như bạn Quốc Toàn của chúng ta đoán đúng phần giờ và phần phút, bạn sẽ nhận được phần thưởng là 9 triệu đồng. Còn nếu như bạn chỉ đoán đúng phần giờ thôi thì bạn sẽ nhận được phần thưởng là 2 triệu đồng. Chưa hết đâu, còn một điều đặc biệt nữa dành tặng cho bạn. Đó là gì vậy Thanh Huyền? Đó chính là trong vòng 2 này thì bạn sẽ có cơ hội được chọn bảng thêm thời gian. Chúng tôi có 4 bảng thêm thời gian dành cho bạn. Đó là các bảng 5 giây, 10 giây, 15 giây và 20 giây. Bây giờ thì bạn hãy chọn cho mình một tấm bảng đi nào. 1, 2, 3, 4. Vâng, quý vị khán giả giúp đỡ tôi một lần nữa được không ạ? Số mấy vậy các bạn? Số 4. Vâng, em xin chọn số 2 ạ. Số 2. Vậy thì số 2 sẽ được bao nhiêu giây đây? 1, 2, 3. Thời gian của bạn Quốc Toàn sẽ được cộng thêm 10 giây. Như vậy là 10 giây cộng với 46 giây thì bạn Quốc Toàn sẽ có 56 giây để hoàn thành trò chơi trong vòng 2 đoán thời gian bí ẩn. Bạn Quốc Toàn ơi, bạn có nghĩ là 56 giây này bạn sẽ cố gắng chinh phục ở trò chơi đoán thời gian bí ẩn không? Toàn hy vọng đoán được giờ thôi à. Đoán được giờ. Và hãy tự tin lên nào. Bởi vì Hòa Hiệp nè, Thanh Huyền cũng như các bạn khán giả sẽ luôn ủng hộ bạn. Xin chúc bạn thành công. Bây giờ thì bạn sẵn sàng chứ nào? Vâng, em sẵn sàng. Mời bạn vào vị trí. Bây giờ thì Hòa Hiệp xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với bạn Quốc Toàn bước vào vòng 2 với trò chơi đoán thời gian bí ẩn. Nào, bạn Quốc Toàn đã sẵn sàng chứ nào? Vâng, em sẵn sàng. Nhưng trước khi em sẵn sàng, em muốn quý vị khán giả cổ vũ em một lần nữa ạ. Bây giờ chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Bây giờ đồng hồ là 7 rưỡi, đã 8 giờ rồi. Bạn Quốc Toàn bấm nút xác nhận. Phải giảm giờ xuống dạ. Bạn ơi. Mũi tên tiếp tục nào, bây giờ là 9 giờ. Bây giờ thì giảm giờ. Phải giảm giờ xuống, giảm phải giảm giờ xuống. Phải giảm giờ xuống giảm bạn ơi. Phải giảm giờ xuống, giảm giờ xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Bấm nút xác nhận đi nào. Giảm phải giảm giờ xuống, giảm giờ xuống nữa. Mũi xuất hiện. Bạn ta bấm nút xác nhận chính xác phần giờ rồi. Bạn hãy đánh phần phút đi. Kim phút các bạn ơi. Đánh kim phút. Còn 27 giây nữa. Kim phút nào. Tăng phút lên. Bạn ơi. Tăng phút lên. Tăng phút lên. Cái này bạn giảm rồi. Bạn giảm rồi. Tăng lên. Đúng rồi. Tăng lên nào. Bạn phải tăng phút lên. Tăng lên nữa. 10. 9. Tăng phút lên lần nữa. Hãy cố lên. 7. 6. Phải. Bạn phải tăng phút. 4. 3. 2. Hình như là bạn Quốc Toàn vẫn còn 10 giây để có thể đoán được số phút của mình. Nhưng bây giờ thì kết quả đã rõ ràng, chúng ta sẽ cùng bạn Quốc Toàn hướng về phía sân khấu. Bạn Quốc Toàn của chúng ta vì quá lúng túng cho nên đã không tìm ra được kim phút. Nhưng dù sao bạn cũng đã tìm được kim giờ, xin chúc mừng bạn. Hồi nãy thì bạn Quốc Toàn đã chọn ô thời gian thêm là 10 giây. Không biết là nếu mà chọn 20 giây thì bạn có thể hoàn thành trò chơi này không ạ? Tại vì hồi nãy là em chỉ sơ xích trong cái vòng thôi, em biết không biết lẳng quẳng không đó. Không biết bao nhiêu, nếu mà thêm được 10 giây nữa có thể em sẽ hoàn thành. Bây giờ thì chúng ta hãy xem coi thời gian bí ẩn của chương trình đưa ra là con số mấy nha. Bạn Quốc Toàn đã rất là hồi hộp nha. 1, 2, 3. Đó là 5 giờ 17 phút. Thật là đáng tiếc, thật là rất đáng tiếc. Chúng ta có thể nhìn thấy trên đồng hồ là bạn Quốc Toàn đã dừng lại ở 5 giờ 16 phút. Và như vậy, với việc đoán đúng phần giờ thời gian bí ẩn của chúng tôi thì bạn Quốc Toàn đã có một phần thưởng trị giá của vòng 2 là 2 triệu đồng. Cộng với phần thưởng ban đầu của chương trình dành cho bạn là 2 triệu đồng thì hiện giờ bạn Quốc Toàn đang có một phần thưởng tổng cộng là 4 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì bạn Quốc Toàn có muốn nói gì trước khi chia tay với chương trình không? Lời cuối cùng của em muốn nói với các bạn khán giả là Toàn rất yêu các bạn và Toàn rất cảm ơn, biết ơn các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chào bạn.
Và Hiệp hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có những giây phút thư giãn vui nhộn với người thân của mình qua hai vòng thi mà bạn Quốc Toàn của chúng ta vừa thể hiện. Nếu như quý vị và các bạn muốn là thí sinh lên tham gia cùng chương trình Chinh phục thời gian thì hãy đăng ký theo địa chỉ Công ty Cổ phần Lasta, 23 Phùng Khắc Khoai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và đừng quên đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 19:30 mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin cảm ơn nhãn hàng Panadol Cảm Cúm đã tài trợ cho chương trình này. Thời gian dành cho chương trình đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào Chủ nhật tuần sau với chương trình Chinh phục thời gian. Cổ vũ lên nào. Rồi ban già đi bạn ơi. Bạn còn đang trả kim đồng hồ lại. Bây giờ là 6 giờ, 5 giờ. Tăng lên nào. Tăng lên nào ơi, phải tăng.